Sân khấu này là của em. Mọi người xuống. Diễn đơ giống qua đáng chịu. Mẹ diễn đi, cầm đi chỗ. Bà ơi, tôi đến ở đây không phải xin tiền hay xin gạo, mà tôi chỉ xin bà trả lại cho tôi chiếc vòng năm xưa mà tôi với bà đã. Sao chị gọi? Chị xí, em biết chị mình lên cái giọng anh Đức luôn á. Hiểu không? Nói cái giọng là chị bắt từ rồi. Một mình chị Đức thôi, em của Đức nha. Thứ hai đứa ngồi chung mà sao không Đức? Chị nằm trước là Đức rồi. Chị đầu ơi. Nghẹn. Làm lại, làm lại. Giọng nè, giọng nè. Làm đi em. Ê, ê. Tự tin tôi mẹ. Rồi, hát đi em. Làm lại. Bà ơi, tôi đến ở đây không phải xin tiền hay xin gạo, mà tôi chỉ xin bà ta lại cho tôi chiếc vòng năm xưa mà tôi với bà đã cùng mặc vòng trên rừng Trường Sơn. Sao nói đi em? Không phải em nuốt lâu lắm rồi mà cảm thấy bị trời lát những trọng trắng luôn nha mẹ ơi mẹ. Cũng có nhiều cô chú anh chị mình dạ. Cứ tưởng là đủ 4 con số trong một cái ô vuông, tại vì trên đó là nó có một những cái ô vuông vuông với nhau á. Nhưng mà cô chú anh chị mình cứ tưởng là như vậy không à. Rồi tức là mình dò làm sao mà đủ 4 con số hàng ngang giùm em nha quý vị ơi, đó mới là đoạt giải nha, chứ không phải là 4 con số trong cái ô vuông nha. Dạ. Mình 4 đủ 4 số. Mình la thật lớn lên thì bên trên các em ngưng lại, không chưa số nữa. Mà cô chú chị mình cứ chậm trễ mà kêu qua một con số nữa sẽ có một người khác kinh nữa, thì phần quà của mình sẽ bị chia ra làm hai đó quý vị. Rồi nhớ vé đây luôn em ơi. Rồi đem vé cho anh trai với chị gái này nè. Dạ cảm ơn. Xa mưa giông nơi đây rất là nhiều tình, mình sẽ nhìn đối luôn em ơi, cho nên em nói chôn đợi chiến hội chôn đợi có thiện môn. Con số 4, 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 số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, tốt leo lý tưởng sao và của anh. Tốt leo lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi, tốt leo lý tưởng, đó ai sẽ bằng xin bằng tình, không ai mà yêu bằng mình, khi ta đứng nhìn một đàn con xin. Con số 9, 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 số gì đây mày, gì đây mày, gì đây mày, gì đây cá lóc, cá chim, cá trứng, cá bông, cá lòng đồng xeo, cá bông, cá xuống hổng xeo, tới mùng 2 xeo, nhào vô bà con, ta cũng tới lâu đâu Sài Gòn, 15 đồng mua hơn một ống cá, sẽ mua liền gì người ơi, 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 nguyên 40, con 40 là tấm vé cờ hơn. Và kính thưa quý vị, con số 40 vừa qua đã có một bàn tay. Có tà mà chừng chừng tới cửa cặp gương anh quân mà tô tình như trường thành mà mê lên. 49 rồi năm anh lịch tuấn đạt đang chưa thối tiền 100.000 cho anh chị nào giơ tay rồi dưới luôn em ơi. 49 mày chị nào mày chị đây mày.
cười rồi ha, rồi cho nói anh dữ dội lên đích đích nữa. Chưa, với lại anh phải thêm một cái tiếng nữa, ví dụ như mà bộ quẩn tôi cái hết trời em hết chuyện. Rồi song song đó các đại trợ muốn phục vụ cho cả nhà mình dòng loại tiếp theo vẫn y như cũ, vẫn là 20.000 đồng luôn ạ. Rồi mã dòng loại là 3693 3693 hợp lệ. Rồi con số 13. 13 có 1. Rồi con số 9. Số 9 có 2. Rồi 49. 49 có 3. Rồi 57 hợp lệ. 57, 49, 13 và con số 9 hợp lệ luôn. Mã dòng loại là 3693 luôn ha. Rồi con ai đọc chạy đó cô chú con này ơi. Tên thủ tiếng thằng là bên trên giùm em luôn. Nếu không thì bên trên chúng em màn phép trao quà ra nha. Mọi thắc mắc gì sao thì chúng em cũng giải quyết như quý vị ơi. Bây giờ ai trúng nó giải thì cứ mạnh tay, mạnh chân chạy lên đây để chúng em dò cho quý vị nha. Rồi, giấy kiểm tra là giờ không bao bao lì xì đúng ha. Rồi, cô chú anh chị mình khoan, xé bỏ lá vé luôn ha. Những cái lá vé mà cô chú anh chị mình không trúng thường đó, chúng ta lật ra mặt sau, ghi họ và tên số điện thoại. Cuối giờ chúng ta bốc thăm thêm một cái nữa ha. Ôi, tôi thích đâu bà hát chứ. Đây. Ok. Hả? Cho thoại ăn, anh thoại ăn. Hát không? Muốn hát không? Hát hả? À, ok đại hả?